sau đó anh giống cuối phim mù xin chị mua đồ đấy mà máu đó má máu vậy tươi chừng đi nó thong hậu chứ mà cha rồi được rồi đấy chứ mà gà đi phun gì vào đây chèn rồi chứ mà tao mía tôm nên tao mía sốt không nào biểu đại mà nó ở đây sau đó không nào biểu được rồi về tao mía đi tôm nè này sao biểu không nào biểu được rồi xem nên là sát tên nên là thì tao mía rồi chứ mà rồi bà mới biểu biểu chứ mà rồi biểu ra cả tụi mình là nào thảo này chứ mà rồi đây nhìn chứ mà lại mía bà biểu gì khali đi nào thảo này rồi đó chứ mà rồi xem là tao yêu được chuyện này đấy đó cũng bà mẹ mình đi anh mình phải được biểu luôn đó mà mẹ muốn sửa lại tivi mà lại cho hàng mà chứ mà rồi biểu nhìn này rồi biến bi đồ không nên chơi sửa bi bảo biến kiểu này sửa hàng rồi mình xin cái vụ xin là lấy mình xin rồi xin cái đấy thì mà giờ đó khai giờ đó khai đi này chứ mà rồi này này ở đây chơi mà rồi qua hàng không xin là cháu cũng nghe đi được rồi cháu chứ mà rồi đây nhìn chơi mua được tru mà xin này luôn chứ mà rồi chơi này qua hàng sao tru được rồi tru đi xem này cho sát này cho tru đi ở dưới team mà nó sát đây sát này sát đông là vì thì cái này sao được sát khu sử sát cháu này rồi tru đôi mà giờ đó qua hàng mua được là vì bà cháu suy tru à mấy nhà đi ra biểu hiện thà cả lắc khăn này mà lắc khăn này sửa hàng đi tru mà là vì tru biểu ra khá chứ chỗ trong sinh chế này biểu hiện tru đào lắc khăn này tru tru tận nhà tru toa chế này tru biểu hiện đi thà lại bảo tận nghề chế này mua đi của toa mày tận nghề chế mua đi toa mày xong chứ mà rồi à tao mi thì này à trong phun nhà biết đấy mua đi lâu đậm mà mình mẹ bảo lâu khi nghe từ mua đi trong phun nhà thì mà lâu đấy xong mình tru toa không biểu từ lúc sinh nên ngủ nhà thì mà giờ mình tru toa không biểu từ lúc biểu ra khá mà khali à tu ya tận nghề chế khi nó tận nghề chế biểu mua đi liệu tận này phi phi tận này phi phi toa chế này đại mẹ cô ấy trong phun nhà lại phi đấy sao mới giờ đó thì mình mà phi đấy cái khác cái chỗ mua đi miêu đi xí à đi miêu xí à đi anh miêu lại giờ thì cho mà rồi toa cái mà biểu à tao mía xây bê số rồi tao mía chỉ chỉ xây số anh miêu phi đấy cái gì tôi nói cho mà rồi là chỉ để tiền mà không biết tao mía bê lô chỉ xây số rồi đó tôi ấy khiến xong ấy mua đi mà tôi toa chứ nào tôi toa là số rồi anh miêu ra nào cái đó anh mía đi à tôi đã chốt chết rồi đã tôi đã không phải rồi biết mà nào cái đó cho mà rồi nhìn chế mua rồi nhìn chế mua này thì tôi đi mà nề đấy ông sao này mà trúng mà chú ra khá giả tụi bà phải là sao anh mê á tru hoàn thành chết anh đang chết nó này trên này châu chấm mồm mồm đã đã khán giả rồi mi ba đây mà khán giả rồi chấm ăn luôn là lúa khán giả rồi mà giờ này giờ giờ đây biểu biểu bán sao số chèo sao số chèo tụi chúng biểu bán tao tin đi chả nhiều là cái giả rồi cháu xin mình xíu tụi mà khoan đi tao đi đi xí đó đấy tao khui xí đó con nào lúa vậy ô tụi cô đây skill chú xuôi đây hà rồi cô đây mà lâu thà rồi bà rồi tụi xuôi bị khai này tao mi tại đi về xuôi à chiến dịch xuôi bỏ nó chiến dịch xuôi bỏ tụi mình bao lâu mới sắp hàm ấy khai sáng ngày đi mới bám ra gì mới bám ra lì làm ấy tụi cô tụi về xuôi khai này cho nó xuôi mà bị tụi khai giờ nó mà lại nào cái cho nó thâu bia tụi mình bám trên này bị rồi ai cả mà tụi xịt xuôi rồi sao ở đây miêu đi được bao bia nó cái đó cái này cái đó cái này tụi mình tông nhau đuổi chồng này bao nhiêu không tụi mình chỉ là rồi anh nào cha bị khai đi ăn mì rồi tụi ở đó béo gì mà lúc đó đấy ở tận nơi sao nào lại mua gì đấy mi ba ở tuổi trung là tu TV, tao mi là cha đó cũng high school đấy, tu lên tu về bộ, ở tại TV số đó nãy chơi số đó tu lên biểu diễn rồi, à cũng nào xong thì giờ cái sen này khali à, tao mi số đó nên này bật biểu mày, chúng mày ở Islam Bad làm đấy, ta thì mi này mi ba này cái tổng thể sống mà là đấy xí đấy, mà cao luôn xí, mi ba cái hàng đa đấy, đi nhà mà tao, đi nhà mà tên tao, đi nhà tao nó đi lu cao mà số đó sống mà là đấy cho xí đấy, tao mi ta khai cái chơi khali đấy. Mì bà biểu đều sao tru tinh chắc tinh chắc hết sao tru chỗ chê đê mặt đeo nắng tinh chân bông giảm mì alo miền nào bọn bông giảm mì chân nó bì nó hỏi đi tuyên chung đi điu chân hô bê lu lu pi chim lấy sao lấy cho nó suy nuôi ao kê go 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 bộ mặt này mà cô ta mì đấy, hôm nay giờ tao về rồi, hôm nay sáng nay tao về rồi, khai luôn vậy, tao mình làm khai luôn vậy, anh ta chỉ là tiếp chứ, cái sao mà mình cần lo à, cao nào đấy, nhảy cao nào đấy, tao mình mới lo, cho nó tao mình này bắt đầu bây giờ, cái nào parenting class đấy, cái nào ACGC hoặc là Allen County Juvenile Center đấy, tao là probation officer này, tôi là, số ở lo counseling này lâu đấy khám mà, cho nó bắt tôi là rồi, number two cái, tôi rồi mà chỉ để teenage đấy, tao sáng sáng nay cái này bây giờ, sáng hôm nay giờ mà chỉ để khai đi cái mà chỉ là challenge đi, ở đây thì tôi nói cô này nghe, tôi nói cô thiên tính, nên cô ở alone alone bình an rồi này, tao nên cô ở, đối với mình thì ACGC rồi bảo luôn này làm yoga, alone còn đi juvenile center rồi, đô la billion mấy anh ấy cũng camera đào được sáu tháng đấy, electronics này thì này, tôi nói bài đi cả, tôi thay, đi cả, tôi nói mà đi cũng là physically thiên chọn một điều về đi cả thay rồi mà đi, cái này mental của thiên chọn đào được, tôi thay rồi, đối với mình cho nó provision of visa điều này sẽ gặp biểu chỉ để khám mà. Tôi chỉ mà respect bộ, mi ba này tao mi respect cho, nên là nể đạo tuy à. Thú vị mi ba thì tao mi được chơi bùi bùi sao, bùi bùi sao đó. Cái mà u già đó,
ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလဲအော်ဒီခုနပြည့်တဲ့ကိစ္စမမဝေးအတွေ့အကြုံပေါ့နော်တို့ကြောင့်တင်ကအဲ့မသက်မမဟုတ်တဲ့တမီးနဲ့တမီးကဝင်းနေသွားခြင်းနဲ့အဲ့နေရာဒီရဲ့တပတ်တွေကအကြောင်းဖွင့်တဲ့ရက်မှာဆိုမသွားစေချင်ပြဿနာတွေတဲ့အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ရှင်းခဲ့လဲအော်နောက်ဆုံးတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်သူသွားမဲ့ဥစ္စာကပထမဆုံးကျမအနေနဲ့တော့မပေးသွားခြင်းတာမှန်ပဲသ
ตะไนล้ําเลยเพล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 เลยเ
မတွေကတော့စိုးရိမ်နေစိတ်ရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်မပေးသွားခြင်းနဲ့ကကြာဒီလိုညင်းပေါ်တော့နောက်ဆုံးတော့တမီးနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့တမီးနဲ့တူလိုက်ပါဘူး။ဒါကပါပဲ။ဟုတ်။အဖေတို့ကလူချင်းနဲ့အောင်လေလောက်ရလေတမီးချင်းနဲ့အောင်လေလောက်ရအောင်။နှစ်ဖက်လုံးပြေးလေွားတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာညင်းပေါ်မှုကဟိုနေ့ပြတ်သွားတာ။ဟုတ်။ကဲဆရာဦးဆိုချင်ရဲ့တွေ့ကြုံလေး။ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့တွေ့ကြုံလေး။ဆောတော့ဆရာဖြည့်ရှင်းတာတော့တော်တော်လေးတော့ပါပြီလေ။ဒီအသေးစိတ်လေးထပ်ပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ဟိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာဒီလိုဆရာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကအော်ကလေးရဲ့အမိပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဖြစ်ရှိနေတာနံပါတ်1ကတော့အာသဘောတရားကိုပြောပြတယ်သဘောတရားပြောပြတယ်နံပါတ်2ကတော့အာကလေးကကြမ်းကြမ်းတမ်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကြမ်းတမ်းမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နူးညံ့တဲ့တင်တင်နူးမနဲ့ပြောရတယ်အဲ့နီးဟုတ်ကဲ့ဟလာနီးနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးကိုကျွန်တော်ကချင်းကတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟလာဘယ်လိုချင်းကတ်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းလိုချင်းကတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြီးလို့ချိကတဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိဘနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တမိကြမှာတိတ်မကွာဟတော့ဗျာအုပ်တတိုင်းနေမရှိတော့ဟုတ်လားကွာပြီအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့တင်းတင်းတငယ်ချင်းလို့ဖြစ်တယ်ဥပမာနမူနာလေးပေါ့ဟိုဘယ်လိုခင်အောင်ပေါင်းတယ်ဆိုတော့တမိအိယာထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောပိုးတာအဲအရှိ့ကိုထွက်လာတာကျွန်တော်ကလိုက်ခုံလိုက်တည်းတူဖွေးတော်ပြီရပြီအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တမိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာကြည့်နေတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်